Hello, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh Phú Nhạc. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái clip cái Rila Card SM300 nha anh em. Thì cái dòng này đợt trước mình đã có giới thiệu với anh em một lần rồi, thì hôm nay mình muốn quay lại một lần nữa và cho anh em xem kỹ hơn. Thì như ở trước phía trước đây là một cái bộ mic không dây Rila Card SM300 mà mình đã tháo sẵn ra rồi. Thì nó bao gồm một cái tay mic, một cái sợi dây tặng kèm và một cái catalog hướng dẫn. Thì cái rọ mic nè, anh em nhìn nó rất là đẹp. Nhìn cái nhôm xước của nó anh em thấy rất là sướng luôn. Nó làm rất là mịn màng, chi tiết đường cắt của nó rất là đẹp luôn. Phần dưới này cũng là bằng nhôm luôn nha anh em, rất là dày. Và khi mà vuốt cái tay á, miết cái tay nó rất là sướng luôn. Nó làm rất là mịn. Cái dòng cao cấp á, mình cầm trên tay mình thấy nó rất là khác. Còn cái tay mic cũng vậy. Anh em nhìn cái tay mic này, cái đường in, cái nét in của nó nét rất là đẹp luôn. Anh em xem đó. Nó có một cái công tắc on off. Thì trên cái công tắc anh em thấy có cái dấu chấm tròn không? Khi mình vặn cái dấu tròn đó thì cái nút on off này nó sẽ bị khóa lại. Ví dụ mình bật, mình mở lên cho nó on, mình sợ ai đó tắt mất đi thì mình khóa lại được, không tắt được nữa nha anh em. Còn cái phần con mic nè, phần con mic, cái con mic của Rila Card tiếng nó rất là đẹp. Tiếng nó rất là thật, nó thật tiếng. Và khi mình hát á, nó cũng nhẹ chứ nó không nặng như là những cái dòng mic như Shure hay là Sennheiser. Đó, cái tay mic nó gia công cũng rất là đẹp, từng đường nét luôn em. Thì cái dòng mic này, thứ nhất là cái về cái chất liệu, cái chất liệu nhôm, cái chất liệu gia công. Khi anh em chỉ cần vuốt cái tay trên thân mic thôi, mình cảm thấy nó rất là mát và nó êm cái tay đó. Cái gia công của nó rất là tốt. Khi mình cầm trên tay cái cây mic này nó cũng rất là đẹp và sang nữa đó. Mà cái chất âm của nó thì cũng rất là hay. Thì hiện tại nếu mà so với những cái dòng như là Shure hay Sennheiser xịn, những cái dòng mic cao cấp của châu Âu, thì mình không nói, nhưng mà nếu mà xét về những phân khúc mà dòng mic karaoke thì cái cây này không có đối thủ. Nhất là những anh em mà làm phòng trà, hát acoustic thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cái dây mic tặng kèm, thì đợt này thì cái dây mic nó đã cải tiến hơn đợt trước. Cái dây mic lần này nó lớn hơn và nó dẻo dai hơn. Và trên cái dây mic thì cũng có khắc cái tên của Rila Card. Còn những anh em nào mà thích dây mic cho xịn sò luôn thì có thể đặt riêng. Để mà bên Phố Nhạc thì có bán những cái dòng dây mic cao cấp để anh em dùng với những cái dòng mic. Ví dụ như là nhiều anh em dùng những dòng Shure, những dòng cao cấp, thì mình dùng một cái dây mic nó thật sự là tốt, để nó giảm tối đa cái phần nhiễu, cũng giống như là cái tín hiệu nó bị giảm khi mà nó qua những cái dây và những cái rắc nó không tốt. Với cái mức giá khuyến mãi, cái mức giá khuyến mãi hiện nay là 899.000. Thì anh em nếu mà cần một cái cây mic cao cấp thì hãy liên hệ với bên Phố Nhạc nha. Bên mình sẽ giao hàng. Đối với những khách hàng quen á, thì mình giao không cần phải cọc gì cả. Còn đối với những anh em mà chưa mua hàng lần nào thì anh em chỉ cần cọc tiền vận chuyển là được. Cái hộp mic tuy làm khá là đơn giản nhưng mà đường in cũng rất là sắc nét.
anh em mà có nhu cầu mua cái dòng mic này thì hãy liên hệ với số điện thoại 090 246 3342. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi, hy vọng anh em hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chia sẻ để có thể xem thêm nhiều cái clip khác của Phố Nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Phố Nhạc. Để theo dõi nhiều clip thú vị khác của chúng tôi, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh của Phố Nhạc. Và đừng quên nhấn chia sẻ nếu các bạn thấy các video của chúng tôi hữu ích. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.